Khánh muốn quay cái video clip này để lưu giữ lại thành quả của tuổi 25 thanh xuân rất là đẹp của Duy Khánh. Xin lỗi mọi người. Ủa, đâu có gì đâu xin lỗi. Im không rồi. Chào đón mọi người đến với gian sống của Khánh. Hiện tại thì bây giờ Khánh đang ngồi chill. Các bạn thấy Khánh đang chill không ạ? À? Khánh đang ngồi ở ngoài ban công á. Nhìn chill không ạ? À? Nhìn thấy có vẻ rất sành điệu nhưng thật ra Khánh đang uống nước chanh nha. Thật ra thì ngày hôm nay á thì Khánh quyết định quay cái video clip này là để Khánh muốn lưu giữ là những cái hình ảnh thật là đẹp của cái tuổi 25 trước khi Khánh sẽ bước qua tuổi 26. Tại vì chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật Khánh rồi, và thật sự là cái tuổi tác thật sự bây giờ nó là một trong những cái vấn đề mà Khánh quan ngại rất là nhiều. Nên là Khánh muốn lưu giữ lại những cái niềm vui, những cái hạnh phúc mà hiện tại mình đang có được, và Khánh hy vọng là Khánh sẽ được các bạn chung vui với Khánh. Thì thật ra thì ngày hôm nay Khánh sẽ cho các bạn thấy được là một ngày của Duy Khánh thì sẽ như thế nào. Như các bạn cũng thấy thì Khánh mới vừa chill trà chanh. Còn ngay sau đây thì Khánh sẽ tưới cây. Ok, các bạn sẽ cùng tưới cây với Khánh nhé. Sự luôn á, cảm thấy rất là buồn và rất là sorry, rất là xin lỗi những cái chiếc cây này. Những cái chiếc cây cảnh này các bạn biết làm sao không? Thời gian vừa qua á, là những ngày gần Tết á, thì may mắn á, là công việc của mình rất là ổn định và rất là thuận lợi, nên là đi làm rất là nhiều. Đôi khi có một ngày ngủ hả? Ngủ được 1-2 tiếng, chợp mắt á, Khánh được gọi là chợp mắt á chứ Khánh không nghĩ đó là ngủ luôn á. Và chợp mắt là 1-2 tiếng xong mà dậy make up thay đồ xong bắt đầu lại đi quay, xong cứ như vậy quần mấy ngày trời luôn, có khi là đi cả tuần luôn. Về nhà được khoảng 1-2 tiếng à. Nên là cái thời gian mà mình về ban khuya á, mình cũng không thể nào tưới cây được, tại vì cái giờ đó tưới cây hình như có vẻ không tốt lắm. Thì xong rồi cảm thấy rất là dây dứt á, khi mà mình trồng cây mà mình không có cái thời gian để mà mình tưới cây thì những cái cây nó sẽ bắt đầu nó héo và nó rụng lá rất là nhiều luôn. Đây, bây giờ Khánh cho các bạn coi nha. Khánh mua hai cây này là hai cái cây gì á, mà nhìn giống cây thông thì nhìn nó cũng đẹp mà Khánh quên mất cái tên rồi. Thì đó, thì cái cây này nè, cái sức chịu đựng của nó, cái bản lĩnh của nó với đời á nó không có nhiều, nên là nó đã bị khuất phục bởi những cái yếu tố tác động của thiên nhiên, nên là cái cây này nó đã trở thành một cái cây khô. Nhưng mà thay vì như người ta thì người ta sẽ dục đúng không? Khánh vẫn giữ lại, tại vì Khánh thấy cho dù cái cây này nó khô thì nó vẫn còn đẹp. Còn cây này nè, hai cây mua về cùng một lúc, nhưng mà cây này nè nó cố gắng và nó bản lĩnh, nó nỗ lực, nó vươn ra ánh sáng, các bạn thấy không? Cái hướng cây này, cái ngọn cây nó vươn ra ánh sáng mặt trời để nó lấy được những cái vitamin S là sun á, mặt trời. Sunny á, thì nó sống đó, bây giờ nói chung là vui, Khánh thấy vui. Còn cây này thì Khánh mặc dù là hơi buồn nhưng mà Khánh vẫn vui. Bây giờ Khánh chỉ mong cho cái cây sẽ mau lớn, trưởng thành và sẽ nên người. Đây, giới thiệu cho các bạn, đây là cây xả nha. Cây xả, lúc mà mới mua về á, nó xum xê như là cây nhãn vậy đó. Nó vĩ đại lắm, nó vĩ mô lắm. Thì đi quay một tuần trời đâu có thời gian đâu mà mình chăm sóc. Thì xong rồi cái nó héo mà nó héo khô, mà nó héo mà. Các bạn thấy Khánh đang khóc hay đang cười là do tâm của các bạn thôi, chứ thật sự là bây giờ miệng cười nhưng mà lòng đau nè. Khánh kể các bạn nghe, nó héo mà không phải nó héo thường mà nó héo mà nó trải dài những cái tán lá xả xuống vậy nè đó. Xong cái Khánh quyết định là Khánh về Khánh sẽ cắt những cái phần mà nó bị héo đi, thì mình sẽ chừa lại những cái phần mà nó còn xanh mơn mớt đó. Ấy không, mơn mớt là cái gì, mơn mởn, xanh mơn mởn á. Thì sau khi mà Khánh tất bật với cái công việc cắt những cái lá héo đó, thì Khánh cắt một hồi á thì Khánh mới nhận định được rằng á là cái lá là nó cũng héo. Và bây giờ đến thời điểm bây giờ là không còn cái gì luôn á các bạn, thấy không? Cái xả mà nhìn coi kỳ cục chưa? Thì đó là bây giờ Khánh chỉ hy vọng là trong tương lai mình sẽ cố gắng mình dành thời gian nhiều hơn cho cây cỏ để cho cây nó phát triển tốt. Tại vì không phải là cây nào sức đề kháng nó cũng tốt, đâu phải là cây nào nó cũng giống như cây xương rồng đâu. Một tháng tưới một lần, đúng không? Còn mấy cây này là mình phải 2-3 ngày tưới lần, 2-3 ngày tưới một lần.
Trời ơi, nói chung là bây giờ đây là cái vườn cây của Khánh đó. Khánh chỉ muốn giới thiệu các bạn và Khánh muốn chia sẻ các bạn một cái thông điệp là nếu như mà các bạn nào mà kiểu hay buồn rầu, hay ủ dột, hay suy nghĩ tiêu cực á, thề luôn, có hai việc mà các bạn nên làm ngay sau đây, đó chính là trồng cây và nuôi mèo. Nó sẽ giúp cho mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn và hạnh phúc hơn nha. Xin chào các bạn. Bây giờ tranh thủ trời đang còn sáng, cái giấc 4-5 giờ chiều, trời chưa đổ mưa, hiểu không? Bây giờ Khánh sẽ dẫn các bạn đi xuống tham quan khu vực hồ bơi. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. View rất 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 đẹp và... thôi, không có nói nữa. Bây giờ đi không? Đi cùng với Khánh xuống hồ bơi không? Đi không? 1, 2, 3. Xin chào. Lại là Khánh đây. Thì bây giờ Khánh sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu vực hồ bơi cũng như là quầy tổ chức BBQ ở lầu 5 trong chung cư này. Thật ra thì khi mà Khánh mua căn nhà này á, thì Khánh tham quan cái khu vực hồ bơi này và cái không gian ở đây á, là đó là một trong những cái lý do mà khiến Khánh là phải đặt cọc mua nhà ngay lập tức. Tại vì nhà ở đây ngoài cái việc là nó vừa an ninh, vừa sang trọng, vừa sạch sẽ, thì cái khu tận hưởng cuộc sống này, cái nói chung là rất là thoải mái lắm kìa. Hồ bơi á, thì là hồ bơi tràn viền mà rất là to và rất là đẹp. Rồi vì là chủ đầu tư của căn này cũng là người Singapore, nên là cái cách thiết kế, bố trí và trang trí tất cả mọi thứ ở đây đều theo một cái quy chuẩn nhất định, giống như là những cái khách sạn mà khách sạn 5 sao mà Khánh đã từng ở bên Singapore. Và Khánh cực kỳ thích luôn, nên là Khánh đã ok mua ngay căn ở đây. Bây giờ Khánh dẫn các bạn đi tham quan nhé. Đây là khu vực hồ bơi rất là đẹp và view rất là đẹp. Trời ơi, các bạn thấy không, xa xa là những người mẹ đang đợi con cái của mình nô đùa dưới nước, tung tăng vẫy vùng như những chú cá vậy đó. Đây là cái chỗ để mình tập thể dục ngoài trời nè các bạn. Ngoài phòng gym ra hả, thì ở bên dưới á. Ôi xin, ấy da. Nó lại nè. Ngoài phòng gym ở bên dưới ra thì ở bên trên ngay hồ bơi á, thì mình cũng có cái những cái máy tập thủ công như vậy nè. Nói chung là Khánh thì cũng không phải là cái người mà quá là đam mê thể thao, thể dục á, nên là đau quá, đau cái bè sườn á. Ủa, cái này là cái vai, xin lỗi. Cái này tập làm sao? Phải không? Tập gì đúng không? Sao thấy nó dễ dàng quá. À rồi, biết rồi. À, đây. Đó, thấy không? Đã chưa? Nói chung là ở đây rất là mát mẻ, rất là thoáng đãng và rất là thích thú luôn. Nên là tập như vậy là đủ vui rồi. Đây là hoa sứ nha các bạn. Đây là hoa sứ nhà nàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi tham quan các loại cây cỏ khác ha. Đây là khu vực đi. Đây là khu vực cầu thang, cầu vượt, nó kiểu cầu trên không á, thì rất là đẹp. Ở đây là có cầu bắc ngang qua giữa khu vực khu vui chơi của các bạn nhỏ với lại hồ bơi đó. Đây là khu vực chóng mặt quá, từ từ. Đây là khu vực vui chơi của các bạn nhỏ. Có cầu tuột xích đu và bên, hiểu không? Đó. Thì khi mà tới với cái không gian này á, Khánh cảm giác mình giống như là một đứa trẻ mới vừa được đẻ ra vậy đó các bạn, thấy không? Khánh đỏ hỏn à, kiểu oe oe vậy đó các bạn á. Thì khi mà Khánh thấy được cái khu vực này, Khánh cũng rất là thích. Và Khánh mong được có một tấm vé quay trở về cái tuổi thơ của mình để mình có thể chơi được những trò này. Hồi xưa nhà Khánh nghèo lắm, đâu có được chơi đâu. Bây giờ có điều kiện rồi, hiểu không? Bây giờ mình có cơ hội được chơi, bây giờ Khánh muốn chơi thử. Thật sự thì nó cũng không trơn tuột lắm, nhưng mà mình đã tưởng tượng nha. Chết rồi, ướt cái quần rồi. Thì đó nè, này là xích đu dưới nước. Xích đu dưới nước cho mấy bạn mà vừa dưới nước vừa chơi xích đu. Rồi, đây là cái gì đây? Chơi được không trời? Nó thật sự không phù hợp với Khánh. Mình đi qua chỗ khác nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng đi theo Khánh để chúng ta sẽ cùng tham quan những cái quầy BBQ ở dưới khu vực kế hồ bơi nha. Rất là đẹp. Đó, thì ở đây mình chỉ cần booking trước khoảng chừng 3 tiếng. Trước 3 tiếng thôi để mình dành cái slot để mà mình có thể tổ chức các buổi tiệc tùng sinh nhật, rồi thôi nô đề tháng Giáng sinh này nọ, hiểu không các bạn? Đó.
rất là nhiều quầy luôn, rất là nhiều quầy BBQ luôn. Đó, ở bên đây mới chính xác là cái hồ bơi mà để mình tập thể dục thể thao nè. Hồ bơi ở đây á là được trải dài từ tháp số 1 cho đến tháp số 8, dài kinh khủng khiếp luôn. Hình như Khánh nằm hơi sai đúng không? Cái đầu phải nằm ở đây đúng không? Khánh xin lỗi nha. Hello. Nó không chào lại mình. Các bạn thân mến thì á ở đây á nó còn có thêm một những cái gọi là những cái tiện ích rất là hữu ích cho Khánh, ví dụ giống như là có phòng tập nhảy, tập yoga, có người Ấn Độ dạy, rồi có phòng xông hơi sauna. Ở bên dưới á thì có thêm phòng tập gym rất là to với lại các thiết bị rất là tối tân, và tất cả mọi thứ đều là free, đều miễn phí hết luôn, nên Khánh cực kỳ thích. Ngoài ra ở bên dưới tầng trệt á thì á sẽ có những cái ví dụ như là phòng, không phải là phòng mà là cái sân mà để đánh cầu lông, đánh cầu lông quần vợt á các bạn. Hai sân quần vợt to, thật là to ở bên dưới và rất là đẹp. Bãi giữ xe ở đây hả thì có đến 6 tầng khác nhau, 2 tầng hầm, 4 tầng ở trên, tầng lửng. Nói chung là tất cả mọi thứ nó thoáng dễ sợ lắm kìa, thoáng nhiều lắm. Pet shop, rồi pet care cũng là có ở dưới, rồi siêu thị rất là to cũng có ở dưới, rồi có các những cái cửa hàng quán ăn uống đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Và thang máy ở đây đi cũng rất là nhanh nữa, nói chung là rất là thoải mái. Và Khánh cực kỳ cảm thấy enjoy khi mà ở trong cái không gian này, và Khánh cảm thấy rất thích. Chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên ngược lại trên nhà đi ha. Mình sẽ lên ngược lại trên nhà, mình sẽ chờ cho trời sụp tối xuống tí xíu. Bắt đầu là phố lên đèn, là mình lên đồ, là Khánh sẽ cho các bạn coi cái view mà từ nhà Khánh nhìn ra thành phố nó đẹp như thế nào. Ok, yo. Khánh muốn quay cái video clip này để lưu giữ lại thành quả của tuổi 25 thanh xuân rất là đẹp của Duy Khánh. Và ok, bây giờ Khánh sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn từng ngóc ngách cũng như là căn nhà của Khánh hiện tại. Có thể là đối với mọi người nó sẽ là bình thường hoặc là như thế nào đó Khánh không biết, tại vì mỗi người sẽ là một cái gu khác nhau. Nhưng mà đối với Khánh đây là một cái gì đó nó rất đẹp, đẹp kinh khủng khiếp trong cuộc đời của Khánh và trong cả thanh xuân của Khánh hiện tại nữa. Ok, bây giờ Khánh sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái ha. Đây, mình giới thiệu tí xíu đi. Đây, mình sẽ giới thiệu tí xíu nha. Đây là cái kệ này là để xây thêm vô để mình để mấy cái đồ linh tinh lặt vặt. Thực ra là ban đầu Khánh xây xong á, Khánh không biết là Khánh phải để cái gì hết, sợ là nó không có đúng với cái concept của cái nhà này. Đó thì vô tình thì Khánh có đặt mua những cái bộ cờ để mà rảnh thì bạn bè qua chơi thì sẽ cùng nhau chơi. Đây là cờ tỷ phú nè. Cờ tỷ phú này là được handmade bằng tay và nó làm bằng chất liệu gỗ rất là đẹp và nhìn nó kiểu cũng rất là xịn sò và hợp với lại cái kệ này nữa, nên là Khánh đã mua ngay. Cái món quà này thì Khánh nhận được từ anh Fabo. Đây là quà Christmas rất là dễ thương. Mấy cái này thì là Khánh đi sưu tầm ở những cái chỗ đồ cổ á. Thì cái này thì nhìn thì có vẻ rất là bình thường nhưng thật ra là nó cực kỳ mắc luôn. Mà Khánh xin phép không nói giá nhé. Ok, rồi cái này cũng rất là mắc nè. Cái này cũng là đồ cổ nè. Đó, còn đây là bộ cờ cá ngựa. Rất là xinh đẹp, làm bằng thạch cao và gỗ. Đó, rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bạn tí xíu ha. Đây là sách chữa lành nhân cách. Thì nói chung là cuốn sách này sẽ dành cho những bạn nào mà nhân cách chưa ổn định đó, thì mình sẽ chữa lành lại nó. Đó, thì cái này thì Khánh cũng có đem vào trong một cái viral clip của Sống Thân Si. Đó, thì nắn lại cái nết ngay hôm nay thì Khánh thấy rất là dễ thương, mặc dù đây chỉ là đạo cụ thôi nhưng mà Khánh thấy cực kỳ đáng yêu và dễ thương, nên là Khánh để chừng ở một góc ngay nhà. Bước vô, ví dụ như bạn bè của Khánh bước vô á, thì bạn bè Khánh kiểu đứa nào mà kiểu nhân cách không ổn định, bị lòi lõm á, thì nó nhìn vô thì nó sẽ trấn an lại bản thân nó, hiểu không, để nó tốt với Khánh hơn, kiểu như vậy á.
đó. Thì mấy cái này là đồ trang trí thôi ha. À khoan, nhưng mà trước khi dẫn các bạn đi tham quan nhà của Khánh thì Khánh rất là hy vọng là các bạn sẽ làm gì ta, sẽ like và subscribe, đăng ký kênh YouTube của Duy Khánh thiệt là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn nha. Rồi đây, giới thiệu tí xíu, đây là những cái đằng sau đây là những cái kỷ niệm chương, có cả cái nút bạc YouTube thật sự á. Khánh rất là mong chờ một cái nút vàng YouTube được đặt chễm chệ ở trên đây, tại vì nó màu vàng, nó là nút vàng thì nó rất là phù hợp với cái tông màu gỗ của Khánh. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì bây giờ kênh YouTube của Khánh chỉ trên dưới 800.000 follower, nên là vẫn chưa được, còn 200.000 nữa. Thì Khánh hy vọng là trong tương lai gần nhất thì các bạn sẽ giúp Khánh sở hữu và cầm được trên tay cái nút vàng YouTube đó và trưng ở trên đây nha. Cảm ơn các bạn. Còn đây, đây ha, đây là những cái kỷ niệm chương. Thì ngày xưa thì Khánh cũng hay tham gia mấy cái chương trình, mấy cái cuộc thi nhỏ 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 nhỏ. Thì xong rồi cái cũng được tặng rồi, xong cái mình để nó tới bây giờ, mình giữ gìn tới bây giờ. Còn đây, à đây, đây là cái giải thưởng đầu tiên của Duy Khánh với ngôi vị quán quân. Hồi xưa giờ tham gia cái gì cũng rớt, từ những cái vòng loại luôn á. Nhưng mà đến khi gương mặt thân quen thì Khánh lại may mắn nhận được giải thưởng quán quân khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Nên là Khánh cảm thấy rất là happy và rất là trân trọng những cái quá trình mà mình tham gia gương mặt thân quen. Tính ra 2 năm rồi đó. Khánh thi là gương mặt thân quen 2018, đúng rồi. Yeah. Còn đây, đây là cúp giải thưởng ngôi sao xanh vinh danh diễn viên Duy Khánh, phim Bà Nắm Bóng, hạng mục web drama nam diễn viên xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn. Thì Khánh cũng hy vọng là sắp tới Khánh cũng sẽ nhận được những giải thưởng tương tự. Thì năm nay Khánh có vào đề cử của ngôi sao xanh một lần nữa với hai đề cử là nam diễn viên chiếu mạng xuất sắc nhất và phim chiếu mạng xuất sắc nhất là phim Sáu Sân Si. Thì hy vọng là mọi người sẽ yêu thương và bình chọn cho Khánh thiệt nhiều để Khánh có thể ẩm các em cúp về đây và tiếp tục đặt trên đây và chân, giống như là một cái thành quả của mình trong suốt một khoảng thời gian cố gắng theo đuổi nghệ thuật và làm việc hết công suất. Ok, rồi, thì các bạn lại đây nha, cho các bạn xem mấy cái này là các cái nhân vật mà Khánh được tặng thôi. Thì trong phim hình như là One Piece, tại vì thật sự nói nào ngay, sorry các bạn fan của One Piece, Khánh không có rành lắm về những cái nhân vật này, tại vì Khánh không có coi phim đó, Khánh chỉ biết thôi đó, nên là Khánh thấy xinh quá thì Khánh để lên trưng. Rồi đằng sau đây á, là các nhân vật của Duy Khánh là 13 nhân vật trong gương mặt thân quen mà từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng mà các bạn fan của Khánh đã tặng cho Khánh vào dịp sinh nhật hồi năm ngoái, và Khánh cảm thấy rất là bất ngờ và hạnh phúc, và Khánh cũng mang về để chễm chệ lên trên đây. Đây là con Beric nhỏ xíu xíu dễ thương lắm, của anh Fabo tặng luôn. Còn đây là khu vực mà để dép mà hay mang ra đường, dép giày rồi những cái mà kiểu đơn giản á đó, thì mình để ở ngoài đây. Còn những cái kiểu giày mà cầu kỳ hơn tí xíu, phức tạp hơn xíu mà để đi event hay đi sự kiện thì Khánh để ở bên trong tủ giày bên trong ha. Rồi còn không gian nhà Khánh thì Khánh cảm thấy cực kỳ thích, khi mà mỗi lần đi làm thì chỉ mong được trở về thôi, trở về căn nhà này, tại vì Khánh thiết kế theo kiểu rất là ấm cúng. Có thể là các bạn coi hiện tại các bạn không thấy được cái sự ấm cúng đâu, tại vì bây giờ Khánh phải đang mở đèn hết công suất, nên bây giờ chắc là Khánh xin phép anh quay phim cho Khánh tắt đèn một cái để cho thấy cái sự ấm áp được không. Ok, Khánh xin phép nha. Đẹp chưa? Thấy rõ không vậy? Vẫn còn thấy sáng không? Đó. Thì hơn hết nữa là kiểu cây thông này là đến Christmas rồi, nên là Khánh muốn thượng cái thông này về đây để mà kiểu mình có một cái không khí kiểu lạnh lẽo. Tại vì những năm trước á, thì là Christmas thì Khánh không ở Việt Nam. Có những năm thì Khánh đi du lịch, có những năm thì Khánh đi lưu diễn, và mình được tận hưởng cái không khí mát lạnh ở bên nước ngoài. Nhưng mà năm nay thì là do tình hình dịch bệnh nên là mình ở nhà, và khi mình thấy cái thông này thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là vui, và mình cảm thấy kiểu lạnh lẽo. Màn hình TV lúc nào cũng có những cái đốm lửa, những cái lò sưởi. Ấm cúng quá, ấm cúng quá. Đó, thì ở cái phần xem TV ở đây thì Khánh có trang trí thêm loa nè, loa nghe nhạc nè, để kết nối vào nghe cho nó hay nè. Đĩa than nè, đĩa than này là Khánh được một người bạn, một người chị bạn ở bên Mỹ tặng. Các nhân vật rất là nổi tiếng và Khánh cực kỳ thích. Đó, như là Adele nè, Sam Smith nè, Justin Bieber, Rihanna Ren nè. À, ở đằng xa xa kia thì có một cái đĩa than của chị Hoàng Thị Linh tặng cho Khánh. Trời ơi, nói chung là rất là vui luôn.
May mắn sao đó, những cái món quà mà Khánh mua đôi khi nó sẽ là những cái chủ đích từ ban đầu, nhưng mà đôi khi nó sẽ là những cái sự vô tình, nhưng mà mua về trang trí rồi thì nó thấy nó rất là match được với nhau và nó tạo được một cái concept rất là rõ ràng. Còn đây là cây xương rồng. Không biết vì lý do gì nhưng mà dạo gần đây thì Khánh cực kỳ thích cây xương rồng, tại vì Khánh thấy là cây xương rồng rất là mạnh mẽ. Lúc nào nó cũng hướng về ánh mặt trời hết. Và dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào thì nó vẫn tồn tại, nó vẫn sống và nó vẫn hiên ngang với đời. Và Khánh cảm thấy là ẩn chứa sau cái tên của cái loài cây này, nó là cả một cái sự bản lĩnh. Và bản thân Khánh thì Khánh rất là yếu đuối, nên là lúc nào Khánh cũng muốn là mình lúc nào cũng có thể trong tương lai mình sẽ được như cây xương rồng này. Nên là Khánh đã, cái tattoo đầu tiên của Khánh trên tay cũng là cây xương rồng luôn. Đó, thì kèm với dòng chữ là Peer King. Cái này là Khánh ước mơ từ ngày xưa rồi. Thì ý nghĩa của hai cái hình xăm này nó tương thông với nhau là trước khi bạn muốn trở thành một vị vua thì bạn phải bản lĩnh như là một cây xương rồng vậy đó. Thì đó là cái những cái gọi là cái động lực. Và những hình xăm này đối với Khánh nó ý nghĩa kinh khủng khiếp luôn. Rồi, cái này á, thì ban đầu á, cái cây này nó dựng lên vậy nè. Nó dựng lên vậy ha, đây nó dựng lên vậy nè. Nhưng mà do là nhà nuôi mèo, mấy con mèo mà nó thấy cái gì mà đủ màu nó cứ chìa chửa chuỗi ra vậy nè, thì nó sẽ bắt đầu nó hất ngã. Thì vô tình một lần nó làm ngã vậy, Khánh nói trời sao mà nó cũng vô concept đẹp quá, hiểu không? Xong rồi Khánh để vậy luôn. Cái Khánh cũng buồn để lên, tại để lên thì nó cũng dặm nát nữa, nó hất đổ nữa, cũng vậy à. Đó, rồi là cây thông thì mình nói rồi ha. Đây là khu vực mà chiêu chiêu nằm xem phim đó, thì nằm xem phim thì đắp mền đó, nói chung là thoải mái. Đây là gối lười để hôm nào mà lười quá thì nằm lên trên đó cho bớt lười. Rồi bây giờ Khánh sẽ dẫn các bạn ra ngoài xem cái không gian ở bên ngoài nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi, ở đây thì view rất là đẹp và gió rất là mát luôn đó. Thì hồi chiều các bạn cũng đã thấy được vườn cây của Khánh rồi, thì bây giờ Khánh cũng không nói gì thêm về cái vườn cây nữa. Nhưng mà Khánh sẽ cho các bạn thấy được là cái view hiện tại. Cái vị trí nhà của Khánh thì may mắn là sao, lúc Khánh mua thì Khánh cũng cũng chỉ nghĩ là mình mua để mình nhìn ra được cái view ở bên kia Sài Gòn thôi. Tại vì nhà của Khánh hiện tại đang quận 7, thì đó thì Khánh muốn thấy cái view Sài Gòn cho nó thật là rõ. Nhưng mà vô tình tự nhiên xong cái lúc mà nhận nhà xong cái lên đây cái mới thấy bên đây còn có cái view cầu Phú Mỹ nữa. Thì hồi chiều Khánh có chiếu rồi đó, có hiện rồi đó. Thì tại vì giờ cầu Phú Mỹ nó không có lên đèn nên mình cũng không thấy. Thì đằng xa xa thì là có Landmark 81 nè, rồi có Vitesco nè, và đường phố Sài Gòn về đêm thì rất là đẹp. Buổi tối mình có thể ra đây ngồi chill, nhưng mà không phải là thời điểm này, bởi vì thời điểm này là thời điểm của kiến Ba Khoang, nó đang lộng hành dữ lắm. Nên là ok, mình đi vô nha mọi người ơi. Còn đây là bàn ăn của Khánh, thì nó cũng là theo một cái màu gỗ. Tại vì Khánh cực kỳ thích màu gỗ, bởi vì khi mà mình chuyển qua chế độ đèn vàng á thì nhìn nó rất là ấm cúng, nó rất là kiểu chill. Với lại có cái dàn đèn này nữa, rất là đẹp. Và căn nhà này á, khi mà Khánh nhận rồi á, là nhà thô thôi. Xong rồi cái Khánh có rủ trợ lý cũng như là những người bạn thân của Khánh rồi đi siêu tầm những cái món nhỏ. Có những món mình không thể nào tự đi mua được thì mình phải lên trên mạng và đặt hàng online, ship từ nước ngoài về hay là ship từ ngoài Hà Nội vô, cũng rất là gian nan. Thì Khánh mua căn này lúc mà vô ở là hình như là tháng 4 gì đó, tháng 5. Thì bắt đầu mua từ từ mỗi ngày một món, cái từ thì mình bắt đầu ổn định và nó mới đẹp và chill giống như bây giờ. Thì Khánh lúc nào cũng muốn là tất cả mọi thứ phải đi theo một cái tông màu gỗ hết. Thì đây ly thì cũng là ly gỗ ha, cái thùng để giấy cũng là gỗ ha, cái đồ lót nồi cũng là gỗ ha, rồi đồ lót ly cũng gỗ ha. Thì nó sẽ là nhiều cái gam màu gỗ khác nhau. Cái này là để muối hay là tiêu mà mình ăn trái cây mình chấm đó. Thì cái này là đồ gạt tàn thuốc ha, để dành cho những mà người bạn của Khánh mà ai có nhu cầu hút thuốc thì sang đây thì sẽ có cái. Còn đây là cái nấm mushroom dành cho để tắm. Đó, để tắm. Rất là đẹp, rất là xinh, và Khánh cực kỳ thích cái cây nấm này. Và Khánh thấy là hầu như ở trong
Sài Gòn mình thì ít bán lắm. Này là Khánh mua, Khánh order ở ngoài Hà Nội vào. Đó. Rồi thì đây là rượu vang ha. Đó, rượu vang thì để dành cho những cái buổi tối bạn bè họp mặt sang đây ăn lẩu rồi uống rượu vang chiêu chiêu cùng với nhau. Đây là khu vực bếp. Khu vực bếp thì cái này Khánh cũng order ở ngoài Hà Nội vào. Đó. Rồi ban đầu á, lúc mà xay á thì là cái nền đó trong đấy nó không có giống như vậy đâu, mà nó sẽ là cái màu tráng gương, mà Khánh thấy nó không hợp với nhà lắm nên là Khánh quyết định Khánh đập ra và xay lại. Đó. Rồi cho thêm một cái mảng gỗ trên, gỗ đen trên đây nữa để mình để được nhiều thứ hơn, để ly uống rượu vang với cả là những cái linh tinh như là nuôi phở miếng này nọ đó nha. Yeah. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn đây là chiếc tủ lạnh mà Khánh cũng rất là thích. Mình gõ 1, 2 thì nó sẽ sáng đèn lên và nó sẽ cho mình biết là ở bên trong đang có những cái món ăn gì. Đó thì nhu cầu của Khánh là sẽ không thích đi ăn ngoài đường nhiều. Đôi khi ví dụ như là phải đi họp với là các đối tác hay là các những cái gì quan trọng lắm á thì Khánh mới ra đường thôi. Còn lại thì Khánh đều là đặt đồ ăn về nhà. Và hầu như là Khánh luôn dự trữ rất là nhiều đồ trong tủ lạnh. Nhưng mà tại vì ở trong đó thì có rất là nhiều những cái sản phẩm có dính đến thương hiệu nhãn hàng nên là Khánh xin phép không mở tủ lạnh nha. Ok, rồi đây là đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc thì nó cũng là bằng gỗ luôn. Và cái bức tường là cái bức tường mà Khánh thích nhất ở trong nhà này. Bức tường này đã được xuất hiện trong series Khánh không nấu được, cùng với chiếc đồng hồ thần thánh. Mỗi lần mà đồng hồ gõ pong 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 là Kimochi hay là Duy Khánh hay là con Alatro là cũng phải là chấp tay lại là phải lại. Nói chung là tự nhiên nó vô tình mình giỡn, nhưng mà tự nhiên thành một cái thói quen. Cái tự nhiên ai qua nhà Khánh chơi, đang ngồi đêm khuya đang uống rượu vang chiêu chiêu, xong tự nhiên pong pong ai cũng chấp tay lại hết trơn á. Và rất là dễ thương và rất là vui. Đó thì cái đồng hồ này là đồng hồ phong thủy. Đồng hồ này là có nhiều cái bên trong lắm nên là thôi mình cũng không nói nhiều ha. Thì nói chung là đồng hồ đẹp, đồng hồ cổ của Đức. Đó, nó rất là đẹp. Rồi mỗi một ngày á thì Khánh bị một cái tính là bị OCD, là Khánh cái gì cũng phải là vô nề nếp, nó phải là chỉnh chu từng cái từng cái. Khánh không thể nào chấp nhận được một cái việc là ở mà bừa bộn. Khánh không thích cái chuyện đó, mặc dù là ngày xưa là cái đó là cái tính của Khánh, nhưng không biết về sau tự nhiên mình bị thay đổi rất là nhiều luôn. Mình thay đổi hết tất cả mọi thứ. Và ngoài cái việc là mình dọn dẹp mỗi ngày thì mình còn có một cái chiếc máy giúp việc trợ lực đó. Thì là cứ đúng 2 giờ mỗi ngày thì là cái máy này sẽ đi lau nhà, đi lau khắp nhà, đi hút bụi hết, nên lúc nào nhà Khánh cũng trong trạng thái là sạch sẽ gọn gàng tinh tươm. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục vào bên trong nha. Ngay bây giờ Khánh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phòng. Phòng này Khánh cũng cực kỳ rất là tâm huyết, rất là thích luôn. Đó chính là phòng giày của Khánh. Đây. Đây là những đôi giày mà Khánh cũng đã dành dụm và sưu tầm mua được trong 2-3 năm đổ lại đây. Và Khánh cực kỳ thích luôn. Thật ra thì có rất là nhiều đôi Khánh mua nhưng mà đến thời điểm bây giờ chưa bao giờ mang. Và vẫn còn thác và vẫn còn y nguyên, chưa bao giờ mang ra đường luôn, mới tin luôn. Tại vì cái tính của Khánh là giống như là Khánh nghĩ là khi mà mình thấy được một cái đôi giày nào đó mà nó quá đẹp đi, mà toàn là trong những cái lúc mà Khánh đang đi lưu diễn hay đi du lịch ở bên nước ngoài á, mà nếu mà trong trường hợp mình không mua thì lỡ mà về Việt Nam mình không thể nào order được về thì mình sẽ rất là tiếc. Hoặc là có những đôi giày mà kiểu phiên bản giới hạn á, limited á, thì Khánh cũng sẽ rất là phải cố gắng như thế nào để mà có thể mua được và sở hữu ngay, rồi sau đó về nếu mà cái chuyện mình có mang được hay không thì tính sau. Đó, đây, như các bạn cũng thấy thì cái khoảng đầu tiên á, khi mà Khánh bắt đầu sưu tầm giày á, thì Khánh bắt đầu mua những cái mẫu đến từ thương hiệu Christian Louboutin. Đó, thì là nó sẽ có những cái đặc điểm nhận dạng như là nó có rất là nhiều gai trên đây đó. Thì là hai tầng này là toàn là Louboutin nè. Đó, rồi xong rồi từ từ thì bắt đầu là mình phải thay đổi bản thân mình nhiều hơn về phong cách ăn mặc như thế nào đó. Thì Khánh mới chuyển qua những cái brand khác như là Dolce hay là Louis Vuitton, rồi McQueen, rồi có cả Gucci nữa. Balenciaga thì Khánh thấy là nó rất là đẹp và mang vô mình phối đồ cũng rất là dễ, nhưng mà tại vì nó quá nặng nên là Khánh chỉ mua một vài đôi thôi. Đó, còn lại hầu như là cả hai cái tầng này đều là Gucci cả. À, có hai đôi này là của Giuseppe
này là của Lacoste với lại Puma. Đó, hầu như là Gucci là nhiều. Đúng rồi. Đây, ở bên đây thì ví dụ như đôi này đi. Đôi này là Khánh đôi Nike. Mà theo Khánh được biết thì đây là phiên bản giới hạn mà Khánh có dịp được đi du lịch ở bên Hàn Quốc cách đây 3 năm trước. Và Khánh mua về đến thời điểm bây giờ Khánh chưa mang lần nào hết. Trời, nhiều khi Khánh cũng không biết phối đồ làm sao, hay không, cái đôi này nó quá nổi á. Và mình cái trang phục của mình thì không thể nào phối được. Rồi có những đôi này thì Khánh mới mang được một lần. Đôi này của Louboutin nè, mang được một lần. Đôi này là tính đến thời điểm hiện tại là chưa mang một lần nào hết. Cũng là của Louboutin luôn. Và đây là đôi giày hiệu đầu tiên của Khánh, của Gucci. Khánh mua ở Taipei 101 Đài Loan. Vì là phiên bản giới hạn mà lúc đó thì mình cũng chưa có hiểu về giày dép rồi các thương hiệu như thế nào hết. Nhưng mà tại vì Khánh thấy nói chung Khánh bị tâm lý, hiểu không? Cái ai nói với Khánh là limited hay là nói chung là đã khá là phiên bản giới hạn á, thì Khánh cũng phải kiểu là cắn răng mua liền, mặc dù là cái giá của nó sẽ cao hơn so với lại các mẫu mã khác. Đó, còn đây là những đôi mà Khánh hay mang. Đây, đôi này là thường xuyên mang luôn, tại vì nó êm chân và nó cũng có cái đế cao cao, mình cũng ăn gian được chiều cao xíu. Đó, đôi Gucci với lại đôi LV này. Đó. Rồi, còn 1, 2, 3 đôi này là chưa có mang luôn, chưa một lần mang luôn. Đôi này á Khánh mua là tại vì Khánh quá là thích anh Justin Bieber. Đó, nên là khi mà ảnh ra cái thương hiệu thời trang Crew là Khánh mua áo, mua mấy cái áo luôn. Và cả có đi kèm với lại đôi dép màu hồng này. Thấy anh Justin mang thì rất là đẹp. Mang mà kiểu mang thêm vớ ở bên trong rồi mang đôi dép này đi ngoài đường, lang thang ngoài đường, cảm thấy kiểu tại ảnh đẹp, hiểu không? Ảnh mặc gì cũng đẹp. Còn mình mua là tại vì mình thích ảnh và mình thích cái đôi dép này thôi, chứ cũng chưa bao giờ mang hết. Không biết phải mang như thế nào. Đó, không biết phối làm sao, tại vì mình không đẹp, dáng mình không cao ráo, nên là cũng rất là khó. Đôi này đôi này là cũng chưa bao giờ mang luôn. Và đến thời điểm bây giờ vẫn còn thác nè. Đôi này là của Reebok. Thì đôi này cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà cũng chưa biết phải mang cho một cái dịp gì và phối đồ như thế nào, nên là mình vẫn cứ mua trước. Còn đôi này thì là Khánh được đây, đôi này thì Khánh được tặng. Đôi này là của Adidas. Thì có vẻ cái mặt của Khánh ngay thời điểm lúc đó là Khánh mới cho ra mắt bộ phim My Sky, bầu trời của Khánh. Đó, đây lúc này còn để đầu đinh đầu trọc á. Thì cũng chưa bao giờ mang, à không, có mang một lần. Nhớ, theo Khánh nhớ thì coi hình như là có mang một lần. Rồi cũng còn rất là, đôi này là của chú Diêu Lê tặng. Đôi này là của Miss Thi tặng nè. Đây, đó, đây là gia tài giày của Khánh. Thì đây là những cái đôi giày mà Khánh ít khi mang, Khánh để trong đây. Còn những đôi giày mà hay mang á thì sẽ không có cái tủ để ở ngoài trước như hồi nãy Khánh có giới thiệu với các bạn rồi đó. Còn đây, thực ra là ban đầu là cái phòng này á là Khánh xây là để tập trung vô để giày thôi, tập trung vô là kiểu là mình trưng giày lên thôi. Nhưng từ khi mà ẵm hai bé mèo về nuôi thì trời, giống như là kiểu cảm giác mình bị yêu mèo, bị cuồng mèo quá. Mình sợ các bé mèo bị trầm cảm, sợ các bé ấy không có vui khi mà sống với mình, hiểu không? Nên mình tìm đủ một cách để làm cho các bé vui, đầu tư hết tất cả mọi thứ luôn. Và mình có ngỏ lời với anh Đăng Quang, mình muốn xây một cái nhà cho mèo để mà các bé có thể tự do đi lại rồi vui chơi trong một cái khuôn khổ nhất định. Tại vì đôi khi mình thả mấy các bé ra nhưng mà mình lại đi làm thì là lỡ mà có đổ bể gì thì về mình cũng không đánh nó được, mình rất là xót. Nên là thà là có cái nhà dày thì mình an tâm hơn. Đó, nên là khi mà Khánh ngỏ lời với anh Quang á thì anh Quang kiểu và làm tặng cho Khánh luôn, thật sự rất biết ơn. Đây là món quà Giáng sinh của anh Đăng Quang dành tặng cho Khánh và hai bé mèo. À, thật ra thì bây giờ Khánh đã số lượng mèo lên tới 4 rồi, nhưng mà một con là bé Không Long, thì hiện tại Khánh đang đưa cho anh trai của Khánh nuôi, tại vì bé còn bé quá bé. Còn một bé nữa là bé Mặt Tịt, chưa có lấy về, sắp tới sẽ lấy về. Nên là Khánh quyết định là Khánh sẽ xây, đó, 4 tầng, đầy đủ luôn, thấy không? Đó, thì mỗi tầng nó sẽ có... Ủa, con Trao nằm đây baby, xuống đây cạnh, xuống đây bà Thơm cạnh. Sao nằm đây buồn nhở? Ây chà, ây chà, sao con nằm buồn vậy? Lấy con muốn ăn không? Ăn pate không?
Lỡn muốn ăn mate không? Đây là bé này tên Lỡn nha. Bé này là tên Lỡn. Instagram là Lỡn Tồ không giấu. Lỡn Tồ không giấu. Rồi cái gì số đằng sau nữa không nhớ, nhưng mà các bạn có thể truy cập cho Instagram của Duy Khánh. Khánh có để ở trên đó. Cưng lắm, ngoan lắm và cực kỳ tình cảm. Tối nào cũng ôm Khánh ngủ hết. Sao con không vui vậy? Sao ba hôn con mà con không vui vậy? Con sợ máy quay hả? Con ngượng chín cả mặt luôn hả? I love you. Rồi, đây là bé Lợn ha. Rồi, Lợn vô đi con. Rồi. Đây, con bé ở trong đây nè. Thấy con bé ở trong không? Chốn ở trong kia đang nằm nó kiểu chiêu chiêu, hiểu không? Là bé cám. Hai anh em cám Lợn. Nhưng mà tại vì hai đứa đều là giống đực. Con trai rặt, đứng mài râu hết, nhưng mà tại vì Khánh cứ thích cho tụi nó mặc đầm á. Tại vì dù gì Khánh cũng là kiểu đứng mài râu á. Nhưng mà Khánh được các bạn yêu thương nhờ những vai diễn giả nữ, nên là Khánh đã quyết định là mua đầm cho hai em mặc nha. Đây có máy lọc nước tự động cho các bé nè. À, đồ ăn một ngăn sắp hết rồi. Bây giờ Khánh sẽ fill thêm đồ ăn cho các bé. Ngoài hạt ra thì Khánh có mua pate tươi để cho các bé ăn nữa. Mỗi ngày để cho các bé mau khôn lớn, thấy không? Nghe đồ ăn lại xuống liền, thấy không? Quý nó ham ăn dữ lắm các bạn ơi. Nó có thể ăn liên tục và ăn bất chấp. Rồi, thấy không? Con này chuẩn bị xuống luôn. Nghe đồ ăn là xuống chứ gì? Con muốn xuống này ăn chứ gì? Đi xuống chứ ăn nhanh lên. Rồi, xuống ăn đi rồi lát nữa ba làm pate cho ăn nha. Cái nhà mèo này nó có một cái điều hay là nó có một cái remote để mình có thể điều khiển màu sắc đó, thấy không? Mình đổi màu nè. Đổi màu đó, thấy không? Đổi màu theo ý muốn của mình. Theo ý muốn của mình. Đó. Mình có thể mix rất là nhiều màu lại với nhau. Nhưng không biết tại sao cái đó đã khá là như vậy. Còn nhấp nháy thì đó, thấy không? Mình bấm chớp, thấy không các bạn ơi? Bay lắc hả các bạn ơi? Biết sao không? Tại vì bé mèo của Khánh thì Khánh hay cho các bé ăn cỏ mèo á. Thì cho mấy bé vừa là tiêu hóa vừa là thư giãn. Nên là khi mà mình có cái căn nhà tiện ích này á, thì các bé sẽ được các bé sẽ được bay lắc như thế này đây. Hey 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 hey. Thôi bây giờ mở lên màu bình thường cho các bé. Rồi, thôi, đại khái là như vậy đó các bạn. Và đây là Khánh đã phải hy sinh rất là nhiều vì tương lai của hai ba bé mèo. Đó nên là xây cái này rây ra thì nó bị chắn đi cái không gian của cái tủ giày, thật sự rất là tiếc. Nên là trời ơi là trời. Con này hồi nãy mới ăn xong thì bây giờ tới con này ăn, con này đi xuống đi. Thôi mình đi qua chỗ khác nha mọi người ơi. Mình di chuyển qua chỗ khác nha. Ăn pate. Ăn pate. Lợn đâu? Ra đây ăn với cám nè. Ra đây. Ra đây ba thương. Con ăn đi, con ăn đi. Ăn đi, đừng có làm tao mất mặt. Ăn đi. Rồi, bây giờ cám với lợn cùng ăn nha. Đâu rồi, cám ăn rồi, lợn đâu? Ê chòa. Ê chòa. Rồi, ba làm pate cho tụi con ăn nè, ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi con. Ăn đi con. Ăn đi mà. Sao vợ ngán pate hả? Nãy con ăn hạt rồi hả? Vậy giờ sao con không ăn qua dịp nha? Con mang ba ăn nha. Ăn đi, ăn đi. Đi dẹp. Ta-da! Đây là phòng ngủ của Khánh. Đấy, như các bạn cũng thấy thì đây là cái giường ngủ của Khánh. Thì vì Khánh cực kỳ thích ngủ một cái diện tích nó thoải mái và rộng rãi nhất có thể, nên là Khánh đã đặt size giường là size hình vuông, là 2m x 2m luôn. Đó, nên là nằm rất là thoải mái, tha hồ lăn lộn và ngủ rất là ngon. không biết nói gì nữa hết. Thì đây là, này là gấu cha, này là gấu con,
đây là món quà của các bạn FC tặng cho Khánh. Rồi nhà đồng hồ, khăn giấy. Khăn giấy này là để trong trường hợp mà tối mình ngủ mình chảy ke, hiểu không? Thì mình kiểu mình giật mình lau mình được, hiểu không ạ? Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, mọi người đừng nghĩ sâu xa quá. Vâng, thì phòng ngủ của Khánh nó sẽ là nối liền với lại toilet luôn. Và Khánh sẽ làm kính toilet trong suốt. Nên là kiểu mình tắm đó, nó kiểu nó... Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu là nó... Nó... hay ho. Thật ra thì trong trường hợp khi mà bạn bè qua ngủ hay là ở chung trong phòng luôn á, thì mình có thể kéo cái rèm này xuống. Đó, để sẽ không ai thấy mình tắm. Các bạn hiểu không? Còn khi ở nhà một mình rồi thì thoải mái mà, đúng không? Mình cũng lại như mình làm. Đó, đây là cái bồn tắm rất là dễ thương. Nó có chế độ sục luôn. Sục nước ấy, ở trong bồn tắm á, để massage thư giãn. Còn đây là khu vực tắm đứng của Khánh. Đó, thì mình tắm, mình gội đầu xong rồi cái mình sạch đầu rồi thì mình nhảy trong cái bồn tắm để mình tắm sục, mình massage cơ thể của mình hoặc là mình tẩy tế bào chết á. Có một cái điều mà Khánh cực kỳ thích trong cái phòng tắm của Khánh đó, đó là cái này. Đây là cái bồn vệ sinh. Bồn vệ sinh hình quả trứng. Trời ơi, thật sự luôn á, nó khác biệt so với lại những cái bồn vệ sinh mà Khánh đã từng thấy và từng đi. Thì cái bồn vệ sinh hình quả trứng này nó cứ đáng yêu sao các bạn. Nhìn nó cứ kiểu cưng cưng á, thấy không? Xinh không? Đó. Ý. Rồi. Còn cái khu vực này là để mấy bé mèo tắm nắng. Tắm nắng với lại kiểu chải lông cho mấy bé nè. Rồi massage cho mấy bé nè. Đó. Vì Khánh là một trong những người quá cuồng mèo. Nên là đây, cái tấm này là thật ra ở bên trong là gối ôm rồi mấy cái đắp lên là gì, cái chăn, cái mền đó. Đó thì rất là nhiều, tại bạn bè hay qua đây chơi lắm, nên là chuẩn bị rất đầy đủ. Rồi xong mà thấy nó cũng hơi bị kiểu tùm lum tùm la, thì có mua một cái con mèo này về để mình chấn lại. Mình chấn cho bạn bè bớt qua lại. À không, ý là để bạn bè qua nhiều hơn. Con gấu này là con gấu đã theo Khánh được chắc là 10 năm rồi. 10 năm rồi. Ai tặng ta? À, một người bạn cũ. Bây giờ thì không có còn liên lạc nữa, nhưng mà vẫn rất là quý con gấu này. Bao nhiêu lâu nay, cho dù là đi đâu, từ lúc ở với ba mẹ cho đến khi mà dọn lên Sài Gòn sống, thì và đến hiện tại sang nhà mới rồi, thì vẫn mang con gấu này đi theo nha. Yeah, rất là thích. Còn đây, đây là hai cái gối mà sinh nhật năm ngoái mà Khánh được các bạn Show Farm, là các bạn trong FC á. Tên FC của các bạn FC. Ủa? Tên của các bạn FC của Khánh là Show Farm, thì các bạn tặng cho Khánh hai con này. Đây là bà Năm Bóng. Đó, còn đây là Duy Khánh. Nhưng mà Duy Khánh ở ngoài không được như đâu, mà còn hơn cả như vậy nữa kìa. Đó, xinh yêu chưa? Đó, đẹp chưa? Tiếp theo đó thì Khánh giới thiệu hoa. Đây là cái cân. Cái cân này là quà tân gia của cô giáo dạy lớp 4. Ghê chưa, đến bây giờ vẫn còn liên lạc và gửi quà tân gia cho Khánh. Thật sự là rất là biết ơn, rất là vui luôn. Chiếc cân thông minh đo được lượng mỡ trong cơ thể. Thật sự thì đôi khi cũng có nó trong nhà thì mình thấy vui, mình biết được là cân nặng của mình như thế nào, nhưng kiểu nó làm cho mình áp lực rất là nhiều và mình cũng hạn chế đứng trên nó nha. Còn đây là máy lọc không khí được tặng nha. Rồi, nối tiếp trong không gian phòng ngủ sẽ là phòng closet, phòng quần áo. Ta-da! Đây là nơi mà Khánh rất là thích, và Khánh rất là tỉ mỉ chăm chút từng chiếu để có thể mà hoàn thiện nó một cách trọn vẹn nhất. Khánh giới thiệu trước ha, thì cái khu vực này là cái khu vực mà đồ linh tinh mà kiểu mà hay sọt vô sọt ra để chạy xuống siêu thị mua đồ này nọ, hiểu không? Nói cho mình đỡ phải kiếm đồ. Còn đây á, đây là khu vực quần tây, áo sơ mi, những cái cho những cái buổi event hay là những cái buổi hội họp quan trọng. Áo vest, đây là vest một màu, làm đơn màu á. Còn đây là vest họa tiết, chi tiết. Đó. Còn đây
cũng là vest nha. Nhưng mà những cái vest này thì mình phối nó dễ hơn so với những cái này. Những cái này thì nó hơi kiểu formal, nó trang trọng. Còn mấy cái này thì Khánh sẽ mua kiểu oversize để mà mình thí dụ trong trường hợp cấp bách quá thì mình chỉ cần mặc một cái áo thun xong mình khoác cái vest ở bên ngoài nhìn cho nó đẹp. Còn đây là quần áo. Quần áo thì có quần với có áo ha. Thì các loại, đây là gương. Đây là gương. Rồi, đây là khu vực để dây nịt nè. Rồi mắt kính. Mắt kính thì Khánh làm nó cũng hơi bị khó lấy nên Khánh cũng hơi khó chịu bực mình á. Tại vì cái này là Khánh đặt riêng mà người ta là không có đúng ý Khánh. Khánh kêu là làm cao lên để mình thấy được cái mắt kính ở trong để mình lựa. Nhưng mà không, bây giờ mà mỗi lần mà lấy mấy cái mắt kính ở trong là phải đút cái đầu vô vậy nè để mà tìm. Gian nan chưa. Đây là con gấu. Gấu brown. Đây là khu vực nón nè. Nón từ ở ngoài ra tới ở trong các loại luôn. Thì cứ trang phục như thế nào thì mình tiện thì mình cứ mình đội để mình phối lại. Còn đây là mấy cái áo thun cơ bản để mà mình tiện mình đi chạy chương trình hay là đi tới phim trường hay như thế nào đó. Thì Khánh có chia ra hai màu trắng và màu đen. Mà bữa giờ đi quay nhiều quá nên là bây giờ còn có móc không à. Còn lại nằm ngoài má giặt. Đang giặt nha. Còn đây là khu vực trang điểm. Đây giới thiệu các bạn. Đây là khu vực nước hoa của Duy Khánh. Gồm có 3 tầng, 3 gam màu khác nhau. Đây là màu đen, kiểu màu tối á. Còn đây là màu xám trắng trong suốt. Còn ở dưới là đủ màu. Đủ màu hết. Và Khánh cực kỳ mê nước hoa. Nhưng mà không có quá nhiều tiền để có thể mua được nhiều loại nước hoa mình thích. Tại vì có những cái mình thích mà nó toàn là tiền mắc không à. Nên là phải để dành tiền chứ không dám mua. Còn đây là khu vực bàn trang điểm của Khánh. Thì nó cũng bình thường thôi, cũng như là bao nhiêu cái bàn trang điểm khác thôi ha. Còn đây, đây là những chiếc túi của Khánh. Đó thì nói chung là khi mà Khánh nằm ở trên cái giường này nè. Tại sao Khánh làm cái không gian mở này? Để mình nhìn vô được tổng quan cái phòng thay đồ của mình. Mình thấy vui. Đó là cái sở thích riêng của Khánh. Thì Khánh không biết là có giống với mọi người không. Nhưng mà cá nhân Khánh thì Khánh có những cái sở thích nó hơi kỳ lạ như vậy đó. Đó, thì giống như kiểu wow, hạnh phúc quá kiểu vậy đó. Đây là những cái chiếc túi mà Khánh đã để dành tiền đi làm kiếm tiền và chắc chiêu gom góp và mua được. Đó, như các bạn cũng thấy. Đây là chung một mẫu của Calvin Klein. Nhưng mà tại vì Khánh thấy cả hai màu này đều kiểu rất là dễ phối đồ nên là Khánh đã quyết định mua luôn cả hai. Đây. Thật ra thì Khánh cũng không có một cái quy chuẩn nào trong cái việc chọn túi hay là chọn quần áo cho mình cả. Khánh chỉ thấy là cái nào đẹp, phù hợp túi tiền và mình dễ phối đồ á thì Khánh sẽ mua thôi. Đây, đây là khu vực túi thì Khánh để ở trên. Đó, quần áo, dây nịt, mắt kiếng, nón thì để ở dưới. Còn ở dưới hơn nữa là đồ đi mùa đông, đi trực tuyết này nọ. Đi mà khoảng thời gian tháng 11, 12 như là tháng 1 á. Mùa đông mà mình đi nước ngoài á thì có những cái bộ trang phục này, có găng tay trực tuyết, có nón, có khăn len, có áo hoodie, có áo măng tô, đó, toàn là đồ len thôi. Thật sự Khánh cực kỳ thích đi du lịch vào mùa đông. Thích lắm luôn á. Mà bây giờ như các bạn cũng biết thời điểm bây giờ đâu có được đi du lịch đâu. Buồn lắm. Có những cái bộ đồ mà Khánh mua, Khánh đi chờ đến cuối năm nay Khánh đi thôi mà đến giờ đâu đi được đâu. Nói tên muốn khóc ghê. Đó, đại khái là như vậy. Đây là phòng thay đồ hang. Phòng ngủ này thật sự là một trong những cái nơi mà khi mà Khánh đi làm vất vả cỡ nào về thì Khánh cũng chỉ mong là về mở cửa ra một cái là tận hưởng không khí mát lạnh và thoải mái như có thể nằm lăn lên trên cái giường, bật máy chiếu. Thì Khánh có để một cái máy chiếu ở đằng trước thì mình nằm đây mình coi phim rất là đã. Và âm thanh mình cũng đầu tư loa 5.1 luôn nên là nghe rất là sống động. Nên bây giờ Khánh sẽ kéo máy chiếu xuống cho các bạn xem nhé. Vâng, và đó là phòng ngủ của Khánh. Thật sự là những cái khoảnh khắc này khi mà mình nằm ở trên cái giường này. Khánh có chia sẻ luôn là ở bên dưới cái nệm này á, là có một cái lớp lông ngỗng nên là mình ngủ rất là êm, rất là đã. Và cái chiếc lông ngỗng này, không phải chiếc lông ngỗng lộn, cái tấm thảm lông ngỗng ở phía dưới này á thì do anh đạo diễn Nicole Lê tặng mừng tân gia. Và
các bạn hiểu không, khi mà mình nè mình leo đây mình nằm rồi nè đó, cái mình chỉ có thể là dạy anh ơi. Xin lỗi các bạn, tại vì cái chiếc giường này sao mà nó êm ái, nó làm cho mình cảm thấy muốn xin lỗi các bạn, mình chỉ muốn ngủ vùi thôi, mình chỉ muốn ngủ vùi và mơ những cái giấc mơ thật đẹp thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tham quan phòng khác nha. Còn đây là toilet ở ngoài cho khách và bạn bè qua chơi và có nhu cầu đi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ ở lại ngủ đó, thì nó sẽ nhỏ hơn với lại toilet ở trong phòng của Khánh. Nhưng mà cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Trong đây thì có khá là nhiều nhãn hàng nên thôi đủ rồi. Vậy là thời gian tham quan thời gian tham quan căn nhà nhỏ bé xinh xinh của Duy Khánh đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và thật sự rất là vui khi mà chia sẻ với các bạn niềm vui của Khánh. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video clip này, cũng như là để lại cho Khánh một like và share, cũng như là một nút đăng ký kênh YouTube của Duy Khánh. Và trong tương lai, các Duy Khánh hy vọng là các bạn sẽ giúp Khánh nhận được nút vàng YouTube. I love you. Chúc các bạn con sẽ có một năm mới thiệt là vui, thật là nhiều sức khỏe, bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, phát lộc đầy nhà, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê phiên, mà đó thành công, trời ơi bên em, an khang thịnh vượng, cung hỷ cung hỷ, nói chung là mọi thứ thật tuyệt vời vào năm 2021 nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Happy New Year. Bye bye.